Xin chào mọi người và nhất là các bạn gái tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Đây là video clip mình làm về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các bạn. Nói chung là các bạn là cùng tuổi với mình, cho nên là mình sẽ có những cái chia sẻ cách mà hiệu quả nhất ha. Tử vi của nữ Mậu Ngọ sinh năm 1978, người ta kêu là dương nữ, dương nữ của thiên thượng hỏa, tức là thiên thượng hỏa dương ha, người vốn tính nóng nảy. Năm nay là năm 2019 là 41 tuổi. Như vậy thì có nhiều điều hay ho ở trong những cái năm này, có thể nói là vừa kết thúc tam tai dần ngọ tức là 26, 27, 28, và đặc biệt là đang trong cái giai đoạn đại vận 10 năm, bắt đầu vào đại vận 10 năm với nhiều cái sự thành công thắng lợi. Hy vọng rằng là cái tử vi của năm 2019, năm Kỷ Hợi sẽ là những cái điều tốt đẹp, và có thể nói là như vậy vì mình đã tìm hiểu rồi thì mình mới thấy rằng là có khá cái sự thành công. Thì đầu tiên hết thì mình sẽ hay nói về cái bản tính, thiên tính vốn có của cái người mình được làm tử vi để ứng vào cái năm như thế nào. Thì như đã biết thì đã nói ở trong cái tuổi mà mình đã làm một cái video clip về tử vi tuổi Mậu Ngọ trọn đời ấy, thì các bạn Mậu Ngọ, các bạn nữ Mậu Ngọ đa phần đó là các bạn có cái tầm nhìn tốt, có thông minh, năng nổ, có ý chí mà gọi như là tiến thủ, không có muốn dừng lại, vẫn là cứ muốn mình lao tới, tại vì gốc của người mệnh hỏa mà. Đặc biệt là có khả năng chu toàn nhiều việc dễ. Các bạn mà Mậu Ngọ thì thường là dễ thành công hơn ở trong cái môi trường kinh doanh hoặc là buôn bán tốt hơn là cái người mà làm cái công việc chuyên môn. Vì vậy như đã nói, các bạn là người sôi nổi ha, mau mắn, thu hút người khác, thường là nổi trội, cho nên là ok. Tính tình thì ngay thẳng, thường nó thì thích cái sự công bằng ở trong công việc, không có thích lương lẹo ha. Thích cái giúp cái người yếu thế hơn mình, quý bạn, thường đó là rất là tốt với bạn bè, nhưng mà đặc biệt mà ai mà đã dối trá với mình một lần rồi thì phà ào ào ha, do là người mạnh hỏa nóng nảy, không có nhường nhịn gì đâu, không có thẳng tính đâu, thích thì là phà vô cái ào xong rồi thôi, thậm chí là không có cần thiết mà cái giữ kẻ. Các bạn mà Mậu Ngọ 98 thường thì là người thích tự do, ít câu nệ tiểu tiết, thường thì có cái tinh thần tự lập rất là cao, có khả năng sắp xếp tổ chức, và thường nếu mà ở trong môi trường mà làm việc thì hay là một người nổi trội, thể hiện cái tính lãnh đạo dẫn dắt của mình, hay chọn cái việc khó. Thí dụ như cái việc nào mà khó quá trong 4-5 người thì hay nhảy ra nhận trách nhiệm cái việc khó, cho nên là dễ lâm vào bế tắc, người hay bị người ta đẩy cho cái trách nhiệm khó mà làm. Xung phong ha, dễ chết sớm, xung phong là dễ chết lắm. Phải nói là người mà nữ Mậu Ngọ, người ta gọi là tuổi mạng tương khắc, bị là tuổi mạng khác nhau, cho nên là cuộc sống phải nhiều chịu nhiều sóng gió, nhất là cái phần về mặt tình cảm. Như như mà anh hãy nói ở trong cái trước đó là nam giáp dần là lận đận tình duyên, nữ Mậu Ngọ là trung chiên vợ chồng, cho nên là người nữ mà tuổi Mậu Ngọ thì rất là thường dễ, rất là dễ hai vợ chồng. Chỉ những người mà sinh vào mùa xuân, mùa hạ, mà sinh vào ban đêm á, thì cái việc này nó đỡ, cái việc mà trung chuyên vợ chồng nó đỡ đi, hoặc là lấy chồng hợp tuổi hợp mệnh, lớn mệnh hơn mình nhiều quá mà mình không thể tách ra, thì đó là cái số của người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng. Thường thì thật sự là người nữ Mậu Ngọ là khổ tâm nhiều hơn là khổ về vật chất. Tự nguyên người tuổi Mậu Ngọ thì chứ là họ siêng năng, năng nổ, tuy là cái người mau chán,
tức là công việc thì thích ôm hai ba việc một lúc, nhưng mà đụng gặp khó khăn thì hãy buông bỏ. Nhưng mà ngược lại thì là cái người hay rất là nhạy bén, buông cái này bắt cái kia, buông cái này bắt cái kia, là có thể là phát huy được cái khả năng không có phải lo cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên là tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình rất rất là nhiều. Đó là cái thiên tính sơ bộ mình đã nói ở trong cái video clip của trọn đời rồi, nhưng mà có thể là các bạn có nhiều bạn chưa có xem thì mình sẽ nhắc lại một số cái cơ bản như vậy. Thì vận vào cái tử vi của năm 2019 này, đối với nữ mậu ngọ thiên thượng hỏa dương này á, thì các bạn như sau: cái trụ mạng của các bạn á là thiên thượng hỏa, về gặp cái năm mà mộc bình địa mộc á, là tương sinh. À, xét về mạng ha, tốt về tất cả mọi việc đều thuận lợi, làm ăn dễ sinh tài lộc. Bổn mạng mà được tương sinh tháng á, thì cả cái phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi và phát sáng. Khi mà cái phúc tinh và tài tinh phát huy hết tối đa tác dụng thì rất là dễ sinh tài lộc. Mà năm nay thì ở dưới cái phần mà đo sao tính hạn thì mình thấy là có rất nhiều phúc tinh và tài tinh ở nằm ở trong mệnh của nữ mậu ngọ. Hy vọng rằng với những cái như vậy cộng với cái mệnh mà được tương sinh này thì có thể giúp các bạn kiếm được tài lộc ha, đỡ khổ hơn ba cái năm vừa rồi. Ba cái năm tam tai vừa rồi đối với người mậu ngọ là cực kỳ khó khăn cả về mặt tình cảm và gia đạo. Rồi, sao xét về sao á, thì thật sự là không tốt, tại vì các bạn bị sao La Hầu chiếu bệnh. À, người ta kêu sao La Hầu là rối rắm bệnh nạn. À, tuy nhiên cái sao La Hầu á, thì người ta gọi là nam La Hầu nữ kế đô. Đối với người nữ mà đụng sao La Hầu thì nó cũng giảm bớt cái phần hung họa được 50%. Nhưng mà cái sao La Hầu này á, là chiếu mạng á, tuy không tác hại như phái nam nhưng cũng gây nhiều rối rắm hao tốn. À, tuy nhiên cái sao La Hầu thuộc hành kim, đối với cái người mà nữ mạng thiên thượng hỏa gặp thiên thượng hỏa dương này á, thì nó sẽ khắc hỏa nó khắc kim, cho nên là cũng giảm phần thiệt hại. À, trong rủi lại có cái may. À, nếu như gặp trắc trở thì sau đó thì mình sẽ hóa giải được một cách tốt lành. Tuy cái sao tên nó xấu nhưng bản thân nó đối với mình không có nhiều lắm tác dụng, cái đó cũng là một điều khá hấp dẫn ha. Rồi đến hạn hạn là bị hạn Diêm Vương, hạn của năm của Kỷ Hợi đối với người mậu ngọ nữ mạng là Diêm Vương, thì nó phòng bệnh nạn đường máu huyết ha. Thì người xưa có nói với hạn Diêm Vương á, bất lợi về đường máu huyết, cần quan tâm đến tim mạch nè, và tốt nhất là năm nay không nên thai nghén. À, thai nghén gì nữa, các bạn 40 rồi ha, cũng quải lắm, thai nghén chi nữa cho nó mệt mỏi. À, nhưng mà nếu mà gặp hạn Diêm Vương, tuy nhiên mà bổn mạng mình được tương sinh á, thì nếu có tai nạn thì nó cũng nhẹ nhàng chứ không đến nỗi mà phạm thân nàng nàn, cho nên cũng không có đến gì cũng nguy hiểm. Tuy nhiên á, là vận niên á, là mã ngộ đao, tức là ngựa trúng thương. À, cái vận niên này là cái hình ảnh con ngựa bị trúng tên á. Cho nên á, là vận niên mã ngộ đao á, thường bất lợi trong giao tiếp tranh chấp á, thì có khi mà gặp mà chuyện tranh chấp á, chống trái nên nhẫn nhịn, đừng có mà cương ở trong năm này. À, sẽ bị ít thiệt hại hơn. Gia đình tình cảm á, thì rất khó được êm ấm ở trong cái năm mà bị mã ngộ đao, thường sẽ gặp chuyện trái ý nghịch lòng, chồng con không được thuận hòa ha, đôi co dễ đưa đến rạn nứt tình cảm. À, đó là vận niên. Còn thiên can á, thì mậu và kỷ á, mậu kỷ thì cùng hành thổ. À, đó là về nạp âm ngũ hành. Còn về tử vi á, là bình hòa, chủ về một năm công việc làm ăn đều bình thường, mọi điều có thể là sinh tài lộc tốt đẹp, tiền bạc làm ra thì cũng đủ chi tiêu, không có đến nỗi nào mà có cái gì chống trái ở trong công việc. Phần địa chi á, là ngọ với hợi, thì là ngọ tỵ ngọ thì thuộc hỏa, hợi thì thuộc thủy, cho nên là tương xung ha, thủy sinh đó là bằng âm ngũ hành. Còn ngọ và hợi á, là còn người ta còn gọi là có một số sách gọi là tứ tuyệt. À, thì tứ tuyệt có thì xấu về cái việc mà các mối quan hệ trong xã hội và đặc biệt là gia đạo chồng con. Gặp mà năm tứ tuyệt á, thì người ta nói rằng là ngoài cái việc
không tốt về gia đạo, dễ xây gây tranh cãi, cái chuyện không đáng. Còn có việc là con cái sẽ không có được nhiều cái điều tốt đẹp làm cho mình buồn phiền. À, cho nên là cẩn thận ha. Rồi, đó là cơ bản cái tử vi mà thể hiện ở bên ngoài. Còn bây giờ mình sẽ phải đo sao tính mạng và xét về tử trụ xem sao. Tính cái tinh quân ở bên trong, tức là ngoài cái việc ở bên ngoài thì còn cả các phúc tinh tài tinh đi bên trong, nó có hỗ trợ gì cho cái tử vi của năm Kỷ Hợi đối với tuổi của các bạn hay không. Xét về mặt tứ trụ mà của nữ mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978 với cái năm Kỷ Hợi thì thiên hòa nhưng địa thì xung. Thiên hòa là công việc làm ăn tương đối ổn định, bình hòa, không có gì chống trái, có phần thuận lợi, tài lộc thậm chí còn gia tăng. Tuy nhiên với địa xung, gia đình, tình cảm cũng như sức khỏe sẽ bất an, nhưng sẽ được khắc phục. Mặc dù là hỏa được nhờ cái bổn mệnh tương sinh thì sẽ có được sự tốt đẹp, không đến nỗi nào ha. Rồi, xét về mặt tử vi thì tiểu vận của cái năm Kỷ Hợi 2019 là đi vào thắng địa. Thì tiểu vận mà đi vào thắng địa thì có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn, hóa giải bớt các sự chẳng lành do sao La Hầu xấu nè, hạn Diêm Vương gây ra ha. Đặc biệt là đại hạn 10 năm với cái thiên tướng đắc địa. Mình bắt đầu trong cái đại hạn 10 năm, thiên tướng đắc địa sẽ có nhiều thành tựu trong công danh, tài lộc, sự nghiệp, dễ thăng tiến và tiền tài dễ sinh trong cái 10 năm sắp tới, bắt đầu từ năm Kỷ Hợi 2019. Tiểu hạn đi vào thắng địa lại được ảnh hưởng tốt của cái đại hạn 10 năm nữa, đại vận 10 năm nữa, cuộc sống sẽ bắt đầu vượng phát, nhẹ nhàng vượt qua cái sóng gió của 3 năm tam tai vừa rồi để lại cho các bạn ha. Cung tiểu hạn thì có Long Trì nè, Phượng Cát, đặc biệt là Giải Thần hộ nhập cùng với Quan Phủ, Tử Phù, Kiếp Sát. Thì những cái tinh quân mà Long Trì, Phượng Cát, Giải Thần này nè, Long Trì, Phượng Cát là các bạn báo hiệu được một năm may mắn về công danh, tài lộc, nhưng không thuận lợi về gia đạo, từ vì có Tử Phù và Kiếp Sát đi chung ha. Tuy nhiên là có Giải Thần ở đằng trước. Giải Thần như đã nói ở các cái video trước thì cái phúc tinh này có một cái chức năng rất là hay, đó là đi hóa giải những cái chuyện chẳng lành, cái sao xấu, mạng xấu mà gây ra. Cho nên là hy vọng rằng với Giải Thần sẽ khống chế được Kiếp Sát và Tử Phù để con cái của các bạn không làm cho các bạn quá buồn phiền ha. Các bạn có thể giải quyết có chuyện các bạn giải quyết từ đó một cách nhẹ nhàng. Ok ha. Rồi, thật sự mà nói là với Tử Phù đi với Kiếp Sát thì con cái rất là dễ làm cho các bạn sinh nhiều lo lắng, công danh tài lộc sẽ bị ảnh hưởng vì tụi nó. Hộ chiếu thì có Tang Môn, Bệnh Phù. Tang Môn đi với Bệnh Phù, công việc làm ăn phải cẩn thận, đặc biệt là dễ, các bạn phải đề phòng cái phần sức khỏe của mình không đảm đương nổi những cái việc quá to lớn mà gián đoạn, gây tốn hao không nhỏ, phải lượng sức mình mà làm. Tại vì là Tang Môn đi với Bệnh Phù này, nếu như mà gặp bệnh mình vào thân sinh vào những tháng mà xấu, rất dễ có tan ở trong gia đình, nhất là những bậc trưởng thượng đi với Bệnh Phù, những người có bệnh nặng từ trước thì trong gia đạo của các bạn năm nay rất là yếu, cho nên là cần cẩn thận ha. Rồi, bên cạnh các cái tinh quân xấu, tử vi có Thiên Quang nè, Phúc Đức, Thiên Đức, Thiên Hỷ ha, đặc biệt là Đào Hoa. Nhà các bạn đối với cái năm Kỷ Hợi 2019 sẽ được nhiều quý nhân tin cậy giúp đỡ và đề bạt, cuộc sống cũng có nhiều niềm vui, khó khăn tạm thời sẽ được đẩy lùi một cách nhẹ nhàng ha. Cung mệnh thì có Tử Phù, Tiểu Hao, Nguyệt Đức, Đáo Nhập,
Trong khó khăn cũng có người giúp, nhưng mệnh có tử phù tiểu hao, còn gọi là cung tặc thần. Người ta gọi là cái tử phù mà đi với tiểu hao á thì gọi là cung tặc thần, nó phải đề phòng mình bị lừa gạt và mất trộm. À, đặc biệt là tránh hợp tác với những người mới. À, khi hợp tác thì phải cẩn thận mọi nhiều điều, dễ bị lừa gạt, mất mát tiền tài ha. À, phối hợp các yếu tố trên đó, đứng về mặt ngũ hành mà luận giải đó, thì năm nay căn kỷ thì thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiêu cung, như vậy thổ sẽ vượng. À, đối với người mà mạng hỏa gặp năm thổ vượng đó, thì là sinh xuất có phần bất lợi, công nhân tài lộc dễ bị suy giảm và sức khỏe cũng bất an. À, tuy nhiên là dù gì nữa, hỏa sinh thổ mình nó cũng là một cái vòng tương sinh. À, nếu như mà mình không lầm thì mình tính toán không sai thì những cái người mà thuận sinh đang nắm tài sản ở cái năm sinh năm Mậu Ngọ ở trong năm Kỷ Hợi này thì liên quan đến đất đai sẽ dễ sinh tài lộc rất nhiều. À, đó là một cái hay ở trong cái năm Kỷ Hợi. À, sao hạn ha, sao là sao La Hầu đó, hạn là vận niên, sao hạn vận niên là đều không tốt. À, vận niên là người trúng thương đó, có thể làm bệnh nạn, là sức khỏe có vấn đề và công việc làm ăn cũng gây nhiều chống trái, nhất là cẩn thận đề phòng khi phải hợp tác làm ăn với người khác. À, với tứ trụ á, thì rõ ràng là năm 2019 đó, được thiên hòa, công việc làm ăn cũng có người giúp đỡ ủng hộ, nhưng mà với địa xung á, thì có thể xảy ra việc tranh chấp gây gỗ ở trong gia đạo chẳng lành. Nhờ mạng hỏa của các bạn á ha, mà có năng gặp năm mộc á là tương sinh, trong khó khăn vẫn có thể có thành công tốt đẹp. Dù sao đây là năm có nhiều cái tốt hơn xấu ha, xấu là ở ngoài sao hạn vận niên thôi, chứ mà các tinh quân bên trong thì tốt nhiều. À, cho nên á là phần nào đỡ đần hơn những ba cái năm tay vừa rồi và có phần tươi mới hơn về mặt công việc. Tuy nhiên phần gia đạo thì cần phải cẩn thận nhiều đời, nhiều điều chứ không phải nhiều đời, để mà có cái sự tốt đẹp ở trong tâm hồn, tâm trí của mình, để cho mình tận trung vào cái việc làm ăn. À, nhìn chung các mặt á, năm nay á, sao hạn thì không tốt, nhưng được cái ngũ hành tử vi hưng vượng bù đắp vẫn có phần tăng trưởng. Chỉ cần phòng bệnh nạn và làm việc ngay chính, cuộc sống sẽ vẫn được gọi là một năm thắng lợi. Một năm có thể nói tổng kết rằng là một năm trung bình khá, chứ không đến nỗi là tốt, nhưng mà chỉ là khá thôi ha, đối với tuổi Mậu Ngọ nữ mạng, xét về mặt tử vi và tứ trụ. Như vậy là một cái tín hiệu tích cực và vui vẻ để mà có thể là có động lực, đúng không? Chứ 3 năm tơi tả rồi, 26, 27, 28 tơi tả rồi, thậm chí là 10 năm đại hạn vừa rồi, 3 năm cuối nó giật một cách kinh khủng, không có thêm động lực thì phải gì mà sống. Nhưng yên tâm ha, thấy cái êm này ha, đó là về mặt sự nghiệp ha. Còn về mặt tình cảm, tức là tình cảm và giả đạo á, thì rõ ràng năm 2019 là sao chiếu mạng bất lợi cho cuộc sống lứa đôi. À, sao La Hầu thì nó rối rắm mạng tay. À, nếu mà có gia đình á, thì vợ chồng dễ sinh lời qua tiếng lại. Các bạn là người vốn tính nóng nảy ha, lời nói thì đôi khi khi nóng mình nói ra mình không có kiềm chế, dễ mất lòng, nên giữ gìn một tí xíu ha. Là cái năm mà gia đạo được báo hiệu là không có nhiều điều tốt đẹp thì cố gắng giữ hòa giữ quý, mà cố gắng để cho nó tốt đẹp ở phần gia đạo ha. Đừng có hơn thua bằng lời nói, gia đình con cái sẽ mất vuông ha. Ở tuổi này là 40 rồi, 41 rồi ha, mình không cần, mình phải chỉ có sự điềm đạm là một tí xíu, chứ còn đừng có sốc nổi như những lúc 20 hai mấy nữa ha, các bạn nữ nhớ nha. Rồi, quan hệ mà với bên ngoài dễ gặp điều nghịch ý, nếu không thì bị kẻ xấu lợi dụng, dùng lời ngon ngọt để mà xin quấy nhiễu, ảnh hưởng đến công việc của mình. Vì như đã nói ở trên ha, bị tứ tuyệt
với Hỷ Thần nè, Đường Phù, Thanh Long, thì rõ ràng đó là gia đạo cũng có những ngày vui vẻ, tốt đẹp nếu như không rơi vào những tháng bị ngập. Năm 2019 đó là một năm không nên có thai nghén, thật sự mà nói như vậy. Nếu như ở tuổi các bạn là người người xưa thì không có, chứ còn bây giờ mình 40, thậm chí là 45, 47 muốn có con vẫn được, nhưng mà năm nay thì do vướng vào cái hạn di vương thì không nên có thai nghén, và nếu có thì phải đặc biệt cẩn thận ha. Còn đối với mà các bạn mà độc thân, mà mình thì thấy là các bạn ở tuổi Mậu Ngọ này thì độc thân nhiều lắm ha, tại vì mình đã nói như trên ha. Nam Giáp Dần là lận đận tình duyên, nữ Mậu Ngọ trung chuyên vợ chồng, nhiều khi có vợ có chồng là gãy gắm cặp ở thì không sao. Như vậy thì năm nay dù là có hồng loan đào hoa nhưng mà lại ngộ thiên không, tức là đi không cũng về không ha, nên là chủ yếu là đừng có đặt nặng mọi điều, chỉ tới đâu hay tới đó thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn thật sự mà nói nó không tốt về thai nghén thôi, chứ còn nếu mà năm các bạn mà có người khác rổ rá cặp lại muốn cưới thì năm 2019 không có kiêng kỵ gì cả, vẫn có thể cưới được đối với tuổi các bạn, tùy tuổi chủ đề đó nha. Còn về mặt sức khỏe thì theo theo vận hạn của năm Kỷ Hợi 2019, hạn Diêm Vương và Sao La Hầu chiếu mạng thì nó bất lợi sức khỏe, bất an, có thể bị bệnh về đường máu huyết ha. Đặc biệt là cái phần ở phía dưới thắt lưng ha, mình không có nói, cho nên là các bạn phải cẩn thận, đặc biệt là nếu thai nghén thì nên cẩn thận nhiều hơn. Tuy nhiên dù có bệnh cũng không trầm trọng, do rằng bình địa mộc tương sinh với thiên thượng hỏa, cho nên là có thể nói rằng là bổ mạng của mình không có nguy, chủ yếu là suy chút yếu ít, hoặc là người nào đó mà sinh vào những cái tháng mà những cái ngày tháng năm sinh mà rơi vào cái tử vi nó không được tốt đẹp cho phần sức khỏe thì mình không dám nói tới. Lái xe thì cũng cẩn thận một tí xíu ha, chứ còn bị nhưng mà nhẹ nhàng cũng sẽ vượt qua, không có nguy nan đến bản thân của các bạn. Như vậy là một cái tín hiệu rất là tích cực. Rõ ràng với cái tử vi ha, sao hạn của cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với sự nghiệp nè, rồi gia đạo và sức khỏe của người Mậu Ngọ nữ mạng có rất là nhiều cái tín hiệu tích cực. Phần sức khỏe thì hơi kém một tí xíu thôi, chứ nói chung là nó vẫn có những cái tín hiệu vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, đỡ hơn cái năm 2018 này. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi của tuổi của các bạn ở trong cái năm 2019 rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm luôn cái vận hạn, hướng dẫn luôn cái vận hạn của các bạn trong 6 tháng đầu năm 2019. Với những cái ví dụ như là sao hạn rồi mạng vận niên, rồi coi nó tháng nào nó thật sự là xui, tháng nào là tháng kỵ của mình. Nguyên một năm thì cũng có tháng tốt và tháng xấu, chứ không phải tháng nào cũng xấu và tháng nào cũng tốt. Và mình cho biết lý do tại sao tốt và tại sao xấu để các bạn biết mà ứng dụng vào trong cuộc sống, ứng dụng vào các cái sinh hoạt của mình để mà cẩn thận hơn, phòng ngừa mọi thứ xấu có thể sẽ đến với mình. Thì đầu tiên hết là tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng giêng thì hình như là mình bắt đầu đầu mùng mấy tháng 2 đó, dương lịch. Thì tháng giêng của năm Kỷ Hợi là tháng Bính Dần, một tháng hỏa. Một tháng hỏa, như vậy xét về trụ mệnh thì mình cũng mệnh hỏa, gặp hỏa, lô trung hỏa, đồng hàng hỏa, tốt cho sức khỏe và may mắn cho bổn mạng. Thiên can Bính Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính thì thuộc hỏa, Mậu thì thuộc thổ, cho nên có thể nói là được tương sinh về đặc âm ngũ hành, hỏa sinh thổ. Thiên can được đặc âm ngũ hành tương sinh, công việc thậm chí rất là dễ sinh tài lộc.
có nhiều điều tốt đẹp. Địa chi thì ngọ gặp dần là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức. Dần ngọ tức tam hợp này nó không những đem may mắn cho gia đạo mà còn tốt cho cả công việc, có những cái mối quan hệ mới, xúc tiến việc làm. Khởi đầu tháng tháng Bính Dần là một tháng thấy êm xuôi ha, không có gì kiêng kỵ, thậm chí còn được tam hợp của địa chi, báo hiệu rất là nhiều điều tích cực. Rồi tháng 2, tiếp đến là tháng 2 thì chắc là mình nghĩ là khoảng cỡ mùng 10, mùng 12, 13 gì đó, tháng 3 dương lịch đó, thì mệnh tiếp tục là mệnh hỏa, tháng hỏa, đinh, tháng 2 là tháng đinh mão. Như vậy là mệnh đồng hành tiếp tục là sức khỏe tốt của mạng, ok. Thiên can đinh mậu cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính đinh thì thuộc hỏa thì cũng giống như là cái tháng giêng, nó tiếp tục được tương sinh về nạp âm ngũ hành, cho nên công việc tiếp tục là một cách thuận lợi. Địa chi tý ngọ mão dậu, ngọ mão nó nằm trong tứ hành xung và nằm sát nhau, cho nên cái sự xung khắc của nó cũng sẽ có xảy ra. Như vậy tháng 2 thì gia đạo dễ sinh rối rắm, lời qua tiếng lại với chồng con, cho nên là tháng 2 thì công việc sức khỏe không là vấn đề, nhưng mà cần cẩn trọng cái việc mà gia đạo của mình có nhiều điều không tốt đẹp ha, chỉ cần để ý chút xíu thôi là ok. Rồi tiếp đến là tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất 2019, năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Mậu Thìn, một tháng gốc mộc. Như vậy mệnh mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe, còn giúp ích cho các phúc tinh và tài tinh phát huy cái tác dụng của nó tối đa. Bản thân mình đã được tương sinh của mệnh năm bình địa mộc sinh thiên thượng hỏa, bây giờ là tháng tương sinh mệnh nữa, như vậy tiếp tục là một cái bổn mệnh rất là tốt đẹp, thậm chí là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái các cái phúc tinh và tài tinh. Thiên can mậu thì mậu ngọ với lại mậu thìn cùng hàng thổ, công việc và các mối quan hệ xã hội sẽ có nhiều thuận lợi. Địa chi thìn ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau. Như vậy là tháng 3, ngoài cái việc được tương sinh bổn mệnh là các phúc tinh tài tinh tốt, thiên can cùng hàng chữ mậu, công việc làm ăn sức khỏe, thậm chí là gia đình không có chuyện gì xảy ra, một tháng rất tốt đẹp. Tuy là không được tương sinh nhưng nó cũng không có gì chống trái ha. Rồi tiếp tục là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ, tiếp tục là một tháng gốc mộc, một tháng mộc. Như vậy mệnh thì cũng giống tháng 3, tiếp tục được hưởng lợi tương sinh mộc sinh hỏa, rồi là được cái phúc tinh tài tinh phát huy tác dụng một cách tối đa. Thiên can mậu kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Mậu kỷ thì cùng hành thổ, như vậy là ok đúng không, gặp nạp âm ngũ hành như vậy cũng tốt. Tỵ ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, lại tỵ ngọ tiếp tục là cùng hành hỏa luôn. Như vậy là giống như là tháng 3, tháng 4 tiếp tục là có nhiều điều không có chống phá gì cả, thậm chí là tốt đẹp. Như vậy cũng ngon lành rồi ha. Có tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, có 4 tháng đầu năm công việc là cái phần thiên can không có tương khắc, không có gì hết, thậm chí là còn được tương sinh về nạp âm ngũ hành hoặc là đồng hàng, như vậy là tốt đẹp. Bổn mạng thì đồng hàng hỏa hoặc là tương sinh, như vậy thì tiếp tục là tốt đẹp. Đến tháng 5, tháng 5 là tháng Canh Ngọ, tháng tuổi của người Mậu Ngọ. Mệnh tháng Canh Ngọ thì thuộc thổ, như vậy về mệnh là hỏa sinh thổ, bổn mạng bị sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nặng. Tháng 5 và tháng 6 của năm Kỷ Hợi là hai tháng cực vượng thổ, mà vượng thổ thì không tốt cho hỏa, tự hỏa sinh thổ mà, cho nên là cần cẩn trọng bổn mệnh của mình ở trong tháng này, tránh đi những cái chỗ cao ráo, ảnh hưởng đất dễ sụp ha, cái nạn của đất ở trong cái bổn mạng của người Mậu Ngọ. Thiên can thì canh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ,
À, tiếp tục là một tháng không có việc gì, ảnh hưởng xấu đến công việc, thậm chí là tốt đẹp. Tự gì canh thì thuộc kim, mậu thuộc thổ, cho nên là thuộc dòng tương sinh thổ sinh kim. À, ngon lành ha. À, vần địa chi, à địa chi là ngọ, tuổi ngọ gặp tháng ngọ, người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, gia đạo rất là dễ sinh rầy rà. Đặc biệt cái ngọ với ngọ là thuộc nhóm tự hình luôn, cho nên là gần gia đạo phải cần cẩn trọng một chút xíu, nếu không muốn có việc gì xảy ra. Tuy nhiên là do cái bổn mệnh của mình bị tương sinh sinh xuất cộng với cái địa chi như thế này thì cái sao hạn nó sẽ không tốt đẹp, còn ảnh hưởng nhiều đến phần sức khỏe nữa, cho nên các bạn cẩn trọng luôn phần sức khỏe của mình ở trong cái tháng này. Rồi tiếp đến là tháng tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. À, tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Tân Mùi, tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy mệnh cũng giống tháng 5 bị sinh xuất, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng những cái bệnh nặng. Và khi sinh xuất đó, thì giống như là mình đã đẻ mà, thì mình bị mất sức thì các cái tài tinh, phúc tinh và tài tinh sẽ bị yếu, yếu là nó không có tương sinh tốt, phần công việc cũng có chút ảnh hưởng. Rồi thiên can tân mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân thuộc kim, mậu thuộc thổ, tiếp tục cũng giống như tháng năm, được nạp âm ngũ hành tương sinh. Công việc cũng tiếp tục sinh tài lộc, không có gì mà phải đáng lo ngại, nó một chút xíu khó khăn thôi. Đặc biệt địa chi mùi với ngọ là lục hợp. Như đã biết ha, có lục hợp thì nó kèm theo rất là nhiều điều tốt đẹp. Hy vọng rằng với cái thiên can và địa chi, thiên can được nạp âm ngũ hành tương sinh và địa chi là lục hợp, sẽ phần nào khống chế làm cho những cái phúc tinh và tài tinh sẽ không bị ảnh hưởng mà tiếp tục tốt đẹp cho tuổi, cho vận mệnh của mình ở trong cái tháng 6. Như vậy là xong sáu cái vận hạn 6 tháng đầu năm của Kỷ Hợi 2019, thật sự đem đến nhiều điều tốt đẹp cho các công việc ha, cho tuổi của Mậu Ngọ nữ mạng. Chỉ có một phần nào đó là ảnh hưởng hai cái tháng tháng 5 và tháng 6, cần cẩn trọng về bổn mạng. Rõ ràng đó là một cái tín hiệu tích cực và vui vẻ cho những người nữ Mậu Ngọ của các bạn. Như vậy là mình đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cộng với vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi luôn, thì hy vọng rằng đó là thông tin sẽ giúp được các bạn phòng ngừa ha, cũng như là biết mà gọi là cương nhu trong làm ăn mà sinh ra tài lộc. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Mọi người xem thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người nữ tuổi Mậu Ngọ biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.